Vâng, xin kính chào quý chị, lại là Sành Đồ Di đây. Vâng, ngày hôm nay thì nhà Sành Đồ Di sẽ sale các mặt hàng áo len với mức giá rất là ưu đãi, chỉ 250k trên một sản phẩm bất kỳ và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà Sành Đồ Di tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho quý chị. Thời gian làm việc của nhà Sành Đồ Di là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live hôm nay. Vâng, sản phẩm đầu tiên của nhà Sành Đồ Di giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo len với tông màu nâu nhạt đến từ thương hiệu Lekland. Trong này thì sẽ là tem mác của sản phẩm, mã L728, chiều dài là 69, ngang là 56 và vai là 60. Sản phẩm size XL dành cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70-75kg, quý chị có thể là lựa cho em này. Với cái form dáng thiết kế của mình sẽ là thiết kế áo len cổ tim, mặc rất là nhã nhặn lịch sự cho quý chị. Bên trên ngực áo mình có một cái hình thêu tên và logo của thương hiệu. Chất liệu len của mình sẽ là cái chất liệu len có cái độ dày vừa phải thôi, thích hợp để cho quý chị chúng ta mặc trong cái thời tiết không quá lạnh, hoặc là mình có thể mặc lót ở bên trong, bên ngoài mình mặc một chiếc áo khoác nữa là nó sẽ rất là thích hợp để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa đông năm nay. Mã L728, quý chị có thể là quan sát kỹ một chút toàn bộ cái form dáng của sản phẩm này, yên tâm là chất liệu len đẹp, không lo là hàng bị xù lông. Ở tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thiết kế tông màu xám. Ở đây cũng là một thiết kế áo len cổ tim, đó, chất liệu len của em này cũng là một cái chất liệu len rất là mềm mịn. Những cái sản phẩm thiết kế chất liệu len thì nó là một cái thiết kế mà giữ ấm giữ nhiệt rất là tốt, nên là quý chị chúng ta rất là nên lựa chọn cho mình một cái sản phẩm áo len sử dụng trong mùa đông năm nay. Mã của sản phẩm này sẽ là L729, chiều dài là 65, ngang là 50, vai là 46. Đây là một thiết kế đến từ thương hiệu Wu, một thương hiệu đến từ Nhật Bản, phải nói là cũng anh em sinh đôi với thương hiệu Uniqlo. Cái thiết kế của mình cũng là cái thiết kế cổ tim này, mặc cũng rất là lịch sự, đặc biệt là cái tông màu đen này thì quý chị chúng ta yên tâm là phối đồ rất là đơn giản luôn. Và với cái sản phẩm này thì sẽ là size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65kg, thì mình có thể là yên tâm lựa chọn em này. Chất liệu len rất là mềm mịn luôn, mã L729. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo len với tông màu ghi này, em này sẽ phối thêm hai cái đường kẻ sọc ở giữa ngực, mã L730, chiều dài là 65, ngang là 59 và vai là 48. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65-70kg, quý chị có thể là lựa chọn em này. Em này cũng là một thiết kế áo len chất đẹp, quý chị có thể thấy cái sản phẩm của mình không hề bị xù lông luôn, mình yên tâm là mình giặt giũ thoải mái. Và đây sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu Kenneth Wear của Anh, mã L730. Các bác nào yêu thích cái thiết kế form dáng như này thì có thể là liên hệ để đặt hàng chốt đơn em này. Form dáng của mình sẽ là cái form suông, rất là dễ mặc dễ dùng, còn về chất liệu thì quý chị chúng ta yên tâm là hàng chất rất là đẹp, mã L730. Tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế tông màu nâu, một thiết kế của nhà Blur G. Con này sẽ là một thiết kế với cái áo, nó độn thêm cho mình cái cổ áo thun ở bên trong. Nó chỉ là làm thêm cái cổ thôi, còn thực chất thì nó của mình chỉ là một cái áo này. Mã sẽ là L731, chiều dài là 70, ngang là 53 và vai sẽ là 47. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70kg, mình có thể là yên tâm lựa cho em này. Một sản phẩm thiết kế như kiểu là mình mặc thêm một cái áo thun ở bên trong, nhưng mà thực chất thì mình chỉ có duy nhất một cái sản phẩm áo này thôi. Đây quý chị có thể thấy chất liệu rất là đẹp luôn, đặc biệt cái tông màu nâu này mặc vừa sang mà lại còn vừa trẻ trung cho quý chị. Form dáng suông rất là dễ mặc dễ dùng, mã L731 và thiết kế của mình cũng còn cực kỳ mới. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo len tông màu đen. Em này thì sẽ là thiết kế kiểu hình quả tráo này, phối màu giữa tông màu đen, trắng và đỏ, rất là đẹp. Cũng với thiết kế cổ tim, tem mác thì đầy đủ rõ ràng, sẽ là một thiết kế của Harvard này, University, mã L732, chiều dài là 56, ngang là 47 và vai sẽ là 39, size S. Em này thì sẽ thích hợp cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 55-60kg, quý chị có thể mặc vừa em này. Một thiết kế áo len dày dặn, mặc giữ ấm giữ nhiệt rất là tốt, mã L732. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo len tông màu xanh than. Con này sẽ có mã là L733, chiều dài là 72, ngang là 44 và vai là 46, size S. Một thiết kế của nhà gấu vàng này, tem mác rõ ràng đầy đủ cho quý chị chúng ta yên tâm lựa chọn. Và cái chất liệu len này thì sẽ là một cái chất liệu len mỏng nhẹ vừa phải thôi, không phải là chất len quá dày, nên là quý chị chúng ta cân nhắc lựa chọn em này. Bác nào mà chúng ta không có cái nhu cầu giữ ấm quá cao thì quý chị chúng ta sử dụng em này. Với cái thiết kế của mình sẽ là có các cái đường kẻ ô vuông, mã L733. Em này thì thích hợp chúng ta mặc trong cái thời tiết mùa xuân, nó ấm lên một chút thì chúng ta lựa em này mặc sẽ rất là đẹp. Một thiết kế mặc kiểu form dáng suông cũng rất là gọn gàng, mã L733.
Tiếp theo sẽ là một thiết kế áo len với tông màu xanh bạc hà. Đây cũng là một cái tông màu trông rất là lạ mắt, đến từ thương hiệu Rovelo. Mã của sản phẩm thì sẽ là L734, chiều dài là 63, ngang là 49 và vai là 48, size M cho quý chị xung quanh khoảng 60-65kg thì mình có thể lựa chọn em này. Lại gần cho quý chị, chúng ta coi kỹ các cái họa tiết ở bên trên áo này. Những cái họa tiết cũng rất là đẹp, chất liệu len của mình cũng là thiết kế chất liệu len dày vừa phải thôi, không quá dày đâu. Và cái sản phẩm của mình rất là được thiện gia công và sản xuất tại Nhật Bản này. Mã của sản phẩm này sẽ là L734, thiết kế áo len cổ tim. Bác nào mà cứ muốn mà mặc, chúng ta mặc những cái sản phẩm len form dáng lịch sự nhẹ nhàng thì quý chị cứ lựa chọn cho mình những cái thiết kế cổ tim như này, mặc vừa đẹp mà nó lại còn len form dáng rất là chuẩn chỉnh cho mình. Form cái này sẽ là hơi ôm một chút vì là cái đường lai nó sẽ hơi bo lại. Mã của sản phẩm là L734. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thiết kế áo len của nhà Espa. Con này thì sẽ là một sản phẩm áo len mặc kiểu áo khoác cardigan. Đây quý chị có thể thấy là các cái phần cúc này người ta làm cũng rất là cẩn thận. Bên trên ngực áo mình có thêm một cái thiết kế túi vuông. Và form dáng của em này sẽ là một cái form hơi ôm. Chất liệu len của em này sẽ là chất liệu len dày ạ. Bác nào đang tìm kiếm những sản phẩm áo khoác cardigan dày dặn thì chúng ta có thể lựa chọn em này. Với cái tông màu bi đậm này rất là dễ cho quý chị chúng ta lựa chọn luôn. Và cái màu này sẽ là một cái màu len cũng rất là trẻ trung, dễ phối cho quý chị. Bên trong mình có thể là mặc một chiếc áo sơ mi hoặc là mình mặc cái áo thun cũng rất là đẹp rồi. Mã của sản phẩm này sẽ là L735. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ cho nhà sành được gì để chúng ta đặt hàng chốt đơn đêm nay. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo len, con này sẽ là một tông màu xanh than này. Đây cũng là một thiết kế áo với cái kiểu áo khoác cardigan. Với sản phẩm này thì nó sẽ là mỏng hơn sản phẩm vừa rồi một chút, nhưng vẫn đảm bảo cho quý anh chị là có cái độ dày dặn nhất định để quý anh chị chúng ta sử dụng trong mùa đông xuân năm nay. Một thiết kế đến từ thương hiệu Marchio. Mã của sản phẩm là L736, chiều dài là 59, ngang là 49 và vai là 47, size S cho quý anh chị chúng ta xung quanh 60kg. Mà đằng sau sẽ là thiết kế trơn này, đằng trước của mình sẽ là thiết kế kiểu kẻ ô vuông. Em này mặc lên cực kỳ trẻ trung và cũng rất là nhã nhặn lịch sự để cho quý chị chúng ta sử dụng. Mã L736. Sản phẩm tiếp theo sẽ là dành cho bác nào yêu thích những cái kiểu cách lịch sự thì chúng ta lựa chọn em này. Thiết kế cho mình là có thêm một cái cổ áo sơ mi ở bên trong, nó chỉ là gắn thêm cái cổ thôi đó. Còn bên dưới đây thì chúng ta sẽ là cái chất liệu nỉ rất là dày dặn. Mã L737, chiều dài là 64, ngang là 47 và vai là 40. Và đặc biệt là cái sản phẩm này sẽ là các anh các chú chúng ta đều sử dụng được luôn. Một cái thiết kế mà nó phù hợp với tất cả các độ tuổi khác nhau, mình đều có thể sử dụng em này. Đây là một thiết kế của nhà Beamhurst, tem mác đầy đủ cho quý anh chị. Với cái tông màu ghi này thì mặc vừa trẻ trung mà rất là dễ để cho quý anh chị chúng ta phối đồ. Toàn bộ các phần cúc ở đây đơm cho quý anh chị rất là chắc chắn luôn. Mã L737. Và với sản phẩm này thì quý anh chị chúng ta xung quanh khoảng 55-60kg thì mình có thể là yên tâm lựa chọn em này rồi. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm với tông màu kem. Dành cho bác nào mà yêu thích những cái tông sáng màu thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho quý anh chị chúng ta lựa chọn. Bên trong này người ta cũng thiết kế cho mình một cái áo cổ áo sơ mi. Nó sẽ là cổ áo sơ mi kẻ sọc caro này, trong này tem mác của thương hiệu. Một thiết kế đến từ thương hiệu Meru Avan. Đây, trong này sẽ là một cái tem mác của thương hiệu này. Và mã của sản phẩm sẽ là L738, chiều dài là 61, ngang là 50 và vai là 44, size M cho quý chị chúng ta xung quanh 60-65kg thì mình yên tâm lựa cho em này. Chất liệu len cực kỳ mềm luôn, quý chị có thể thấy là không hề có một sợi len nó bị xù lông lên. Mặc các sản phẩm len mình sợ nhất là len bị xù lông lên thì mình mặc nó sẽ rất là ngứa. Nhưng mà quý chị chúng ta yên tâm, toàn bộ sản phẩm len ngày hôm nay của chúng ta là những mặt hàng rất là chất lượng, nên quý chị chúng ta yên tâm về cái vấn đề này, mình không sợ, mình mặc lên rất là thoải mái, dễ chịu luôn. Và mã của sản phẩm này là L738, chất liệu dày dặn, tông màu ghi, mặc xin lỗi quý chị, tông màu kem, mặc lên vừa trẻ trung mà vừa dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Đặc biệt là họ phối thêm một cái kiểu áo sơ mi như này rất là xịn rồi, nên là mình mặc trông nó cũng rất là lịch sự nhã nhặn. Ở dưới đây còn có thêm một cái cúc gỗ này, có một cái cúc gỗ quý chị có thể là cài vào, ở trông nó sẽ lịch sự hơn rất là nhiều. Đó, mã của sản phẩm này rất là L738. Tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế với tông màu đỏ mận. Với cái tông màu này thì có lẽ là sẽ phù hợp cho các chú các bác hơn. Trung tuổi thì mặc cái màu này thì trông nó sẽ đẹp hơn này. Và đây sẽ là một thiết kế của thương hiệu Dunlop, một cái thương hiệu mà cũng tần số xuất hiện trong các kiện hàng nhà sành đồ thị cũng tương đối là nhiều. Mã sẽ là L739, chiều dài là 72, ngang là 44 và vai là 47, size M cho quý chị chúng ta xung quanh 65kg. Quý chị có thể lựa chọn em này. Form dáng của mình sẽ là cái form dáng suông, nhưng mà yên tâm là mặc vẫn rất là gọn gàng cho quý chị. Bên trên ngực áo mình có thêm một cái túi này, và bên trên túi mình có tem mác của Dunlop luôn. Mã của sản phẩm là L739, thiết kế cổ mặc rất là lịch sự nhã nhặn. Tông màu đỏ này cũng là một cái tông màu cực kỳ dễ dùng.
Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm mà cái họa tiết cũng rất là độc đáo đây. Cho quý anh chị chúng ta nhìn kỹ một chút cái họa tiết ở bên trên áo này. Mã của sản phẩm này thì sẽ là mã L740, chiều dài là 58, ngang là 50 và vai là 51. Size S cho quý anh chị chúng ta xung quanh khoảng 60kg mình có thể lựa cho em này. Đây là một thiết kế đến từ thương hiệu Focal. Với cái chất liệu của mình cũng tương đối là dày dặn nên là quý anh chị cũng yên tâm lựa chọn trong mùa đông năm nay. Bác nào mà xung quanh khoảng 55-60kg thì có thể là sử dụng em này. Giữ ấm giữ nhiệt cũng rất là tốt, mã L740. Tiếp theo chúng ta cùng đến với sản phẩm tông màu đen dành cho các bác nào yêu thích những cái tông màu truyền thống, những cái màu sắc an toàn thì quý anh chị có thể là lựa chọn cái tông màu đen này, thì chúng ta có thể phối đồ rất là đơn giản dễ dàng. Mã của sản phẩm sẽ là L741, chiều dài là 71, ngang là 55, size XL cho quý anh chị chúng ta từ 70 đến 75kg mình có thể sử dụng em này. Chất liệu len của mình sẽ là cái chất liệu len cực kỳ dày dặn luôn, nên là quý anh chị chúng ta yên tâm là giữ ấm giữ nhiệt rất là tốt trong mùa đông năm nay. Tem mát, lý ra là có cái tem mát ở đây nhưng mà bác nào đã cắt mất rồi. Và em này thì sẽ là một sản phẩm của nhà Uniqlo. Đây quý anh chị có thể thấy cái thiết kế cổ rất là đẹp này. Và dưới đây sẽ là có cúc, cúc làm rất là cẩn thận tỉ mỉ cho mình. Sản phẩm này sẽ là kiểu sản phẩm áo khoác cardigan. Sản phẩm áo khoác, bác nào đang tìm cái thiết kế áo khoác len thì chúng ta có thể là cân nhắc lựa cho em này. Tông màu đen mình có thể phối đồ rất là đơn giản dễ dàng. Và dưới đây thì có túi cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Mã sẽ là L741. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế phối màu rất là hay. Con này thì sẽ là cái họa tiết kiểu như là kiểu họa tiết thổ cẩm. Mã L742, chiều dài là 66, ngang là 42 và vai là 43. Size S cho quý anh chị chúng ta xung quanh khoảng 60kg thì mình có thể là sử dụng em này. Đây là một thiết kế đến từ thương hiệu Âu Na Vi. Trong này là tem mác của sản phẩm rất là đầy đủ rõ ràng. Cho quý anh chị chúng ta coi toàn bộ cái form dáng cũng như là cái sự phối màu của em này. Điểm đặc biệt của em này đó là cái cổ áo người ta thiết kế rất là hay này. Một cái cổ áo mặc rất là trẻ trung và cũng rất là lịch sự. Mã L742, quý chị chúng ta có thể là để ý sang cái phần phía bên tay trái màn hình của mình thì sẽ là một cái bảng thông số bao gồm tất thần tật các cái thông tin về sản phẩm. Quý chị có thể là dựa vào đó để chúng ta lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà nó vừa vặn với cái số đo của cơ thể. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế với tông màu cam. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu rực rỡ thì chúng ta rất là nên lựa chọn này. Một thiết kế đến từ thương hiệu Hush Puppy với hình logo một chú chó rất là xinh như này. Mã L743, chiều dài là 66, ngang là 55 và vai là 47. Size L cho quý anh chị chúng ta xung quanh khoảng 70kg thì quý anh chị có thể là yên tâm lựa chọn em này. Em này thì được cái là thiết kế cái kiểu cổ tàu rất là đẹp. Những cái thiết kế cổ như này mặc cực kỳ trẻ trung luôn. Chất liệu thì quý anh chị yên tâm là dày dặn giữ ấm tốt cho mình. Mã L743. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo len với tông màu xanh này. Con này sẽ là một thiết kế áo len pha dạ nên là cái độ giữ ấm giữ nhiệt của nó sẽ được tăng lên, phải gọi là gấp đôi luôn. Nên là bác nào đang tìm kiếm những sản phẩm áo len mà nó mặc nó giữ ấm tốt thì chúng ta có thể tham khảo em này. Đây sẽ là một cái thiết kế với cái tông màu xanh than và phối thêm các cái đường kẻ màu ghi này, một thiết kế của nhà Moonlight với mã là L744, chiều dài là 64, ngang là 48 và vai là 51, size M cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65kg. Form dáng của em này sẽ là một cái form dáng ôm nên là bác nào muốn mà gọn gàng thì chúng ta sử dụng em này. Bên trên áo này sẽ có hai cái đường kiểu bện thừng như này, nó chạy nổi ở bên trên áo. Một thiết kế cũng rất là độc đáo, mã L744. Đặc biệt là trong cái thời điểm cuối năm khi mà các shop sale rất là nhiều, rất là sâu nên là quý chị chúng ta cũng tranh thủ chúng ta lựa chọn các mặt hàng vào cái thời điểm này thì cái giá cả của nó rất là phải chăng, rất là ưu đãi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm với cái tông màu nâu nhạt. Đây quý chị có thể nhìn kỹ một chút để chúng ta thấy rõ cái tông màu cũng như là cái chất liệu của sản phẩm này. Mã của sản phẩm là L745, chiều dài là 73, ngang là 49 và vai là 48. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh 70 đến 75kg mình có thể là lựa chọn em này. Chất liệu len mềm mịn, mặc rất là thích luôn. Và form dáng của mình lại là cái form dáng suông nhưng vẫn đảm bảo cho quý chị là mặc cũng rất là gọn gàng. Đó, mã của sản phẩm sẽ là L745, thiết kế cổ tròn rất là dễ mặc dễ dùng, đặc biệt cái tông màu này lên mà cũng rất là trẻ. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm phối màu này, nó sẽ là kiểu hiệu ứng đậm đấy nha. Để quý anh chị có thể quan sát cái màu nó phối rất là đẹp. Mã L746, chiều dài là 69, ngang là 54 và vai là 46. Size XL cho quý anh chị chúng ta từ 70 đến 75kg. Mã L746, chất liệu len dày dặn, giữ ấm, giữ nhiệt rất là tốt. Em này cực kỳ dễ mặc, dễ dùng luôn. Một thiết kế của nhà Work London Sportman này.
tem mác đầy đủ ra sao một chút để quý chị chúng ta ngắm lại cái form dáng và cái tông màu của sản phẩm. Mã của sản phẩm là L746. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ cho nhà sản xuất xin. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm của nhà Chaiman với mã là L747, chiều dài là 65, ngang là 53 và vai là 54, size S cho quý chị xung quanh 60kg. Em này rất là đẹp luôn và đặc biệt em này còn rất là mới. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu nâu và các cái họa tiết kiểu cổ như này, nó họa tiết nó kiểu vintage như này thì quý anh chị có thể là yên tâm lựa cho em này. Một thiết kế còn rất là mới mà cái form dáng của mình sẽ là một cái form gọn gàng, tay áo lai áo được bo lại rất là đẹp luôn. Đó, và cái chất liệu len của mình thì quý anh chị chúng ta lại hoàn toàn yên tâm rồi, chất liệu len mềm, dày dặn mà không hề bị xù lông ở cái bề mặt len. Mã của sản phẩm sẽ là L747. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm với cái tông màu đen. Em này sẽ là phối hai tông màu này, đen và màu ghi. Nó kiểu ở dưới đây nó sẽ kiểu màu muối tiêu. Mã L748, chiều dài là 65, ngang là 51 và vai là 53. Với sản phẩm này quý chị chúng ta xung quanh 60kg thì chúng ta bon trên này thoải mái rồi. Một thiết kế đến từ thương hiệu Giordano, một cái thương hiệu mà cũng rất là quen thuộc, gần gũi với các bác nào mà chúng ta thường xuyên theo dõi nhà sành đồ si. Chất liệu len thì dày dặn nên là quý chị chúng ta hoàn toàn yên tâm. Mã L748 này, tông màu đen rất là dễ mặc, dễ dùng. Tiếp theo sẽ là một thiết kế cũng với tông màu nâu này. Con này còn rất là mới luôn, nếu mà sản phẩm này mà các bác bỏ lỡ thì rất là phí. Mã L749, chiều dài là 70, ngang là 62 và vai sẽ là 64. Size L cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg mình có thể yên tâm lựa cho em này. Form dáng của mình là một cái form dáng suông rất là rộng rãi thoải mái. Bác nào mà bụng to bụng bự chúng ta bon cho em này ok luôn, vì cái form của mình sẽ là một cái form nó gọn, mặc rất là gọn cái người của mình. Và cái phần cổ áo này, cổ trò này rất là đẹp. Đây quý anh chị có thể nhìn kỹ các cái chi tiết họa tiết trên sản phẩm cũng như là cái chất liệu len. Đây quý anh chị có thể thấy là chất liệu len của mình là chất liệu rất là dày dặn. Đặc biệt em này độ mới rất là cao luôn nên là chúng ta không chần chừ, chúng ta chốt đơn em này luôn. Mã của sản phẩm sẽ là L749. Mỗi sản phẩm chúng ta chỉ có duy nhất một chiếc mà thôi. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một thiết kế phối màu này. Quý anh chị có thể thấy những cái phần phối màu của em này trông nó cũng rất là đẹp. Nó sẽ là xanh than, đỏ và xanh lá. Mã sẽ là L750, chiều dài là 65, ngang là 50 và vai là 49. Size M cho quý chị chúng ta xung quanh 60-65kg. Form dáng của em này sẽ là một cái form mặc tương đối ôm gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo cho quý chị là mặc thoải mái, dễ chịu. Và cái sản phẩm len của mình cũng còn rất là mới luôn nên là quý chị chúng ta yên tâm. Chất liệu len dày dặn, mềm mịn, mặc thoải mái, dễ chịu. Một thiết kế đến từ thương hiệu Lucido. Mã của sản phẩm là L750. Cho quý chị chúng ta coi lại toàn bộ form dáng của sản phẩm, hàng rất là đẹp. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một thiết kế áo cũng với cái tông màu nâu nhạt, một cái tông màu được quý anh chị chúng ta cũng rất là săn đón. Đây sẽ là một thiết kế của nhà Kenyon Draft. Mã của sản phẩm sẽ là L751, chiều dài là 64, ngang là 54 và vai là 55, size L cho quý chị chúng ta xung quanh 70kg. Form của em này sẽ là một cái form tương đối ôm, mặc gọn gàng, chất liệu len thì siêu dày luôn. Đây cho quý chị chúng ta thấy này, chất liệu len dày dặn, rất là cứng cáp, đúng form, chuẩn form. Đặc biệt là cái phần cổ áo thiết kế lại rất là đẹp. Quý chị có thể là chúng ta cài cái phần cúc này lại thì cũng lên một cái form dáng rất là lịch sự. Đây quý chị có thể thấy cái phần cúc của nó thôi làm cũng rất là đẹp rồi. Và mã của sản phẩm này sẽ là L751, một thiết kế len còn rất là mới, chất liệu thì dày dặn, giữ ấm giữ nhiệt siêu tốt cho quý anh chị. Nên là nếu như mà quý anh chị đã ưng em này rồi thì chúng ta liên hệ chốt đơn luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tông màu nâu. Em này sẽ là phối thêm các cái đường kẻ màu đen ở hai bên này. Mã của sản phẩm sẽ là L752, chiều dài là 65, ngang là 49 và vai là 51, size L cho quý anh chị chúng ta từ 65 đến 70 kg. Tông màu nâu chủ đạo của mình sẽ là tông màu nâu, mặc rất là sang và rất là dễ để quý anh chị chúng ta phối đồ. Form của em này sẽ là một cái form tương đối ôm, mặc gọn gàng. Chất liệu sẽ là len pha với dạ, chất liệu len pha dạ, giữ ấm giữ nhiệt rất là tốt. Yên tâm là mặc lên vẫn rất là thoải mái, dễ chịu. Mã L752, một sản phẩm cũng còn rất là mới luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thiết kế tông màu xanh than. Bác nào mà yêu thích những cái sự đơn giản, nhẹ nhàng thì quý anh chị có thể là lựa cho em này của nhà Dunlop. Mã sản phẩm là L753, chiều dài là 71, ngang là 49 và vai là 50. Size L cho quý anh chị chúng ta xung quanh 70kg thì quý anh chị có thể lựa cho em này. Form dáng suông, bác nào yêu thích tông màu xanh than và yêu thích cái sự đơn giản nhẹ nhàng thì chúng ta lựa chọn ngay em này, mặc hàng ngày được luôn. Mã là L753. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm tông màu bi này. Con này sẽ là kiểu kẻ ngang, nói chung là phối màu cũng rất là đẹp, đậm nhạt, nói chung là cũng rất là ok. Mã L754, chiều dài là 75, ngang là 54 và vai là 48.
size L cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg có thể lựa chọn em này. Chất liệu len cũng có với cái độ dày vừa phải thôi, không quá dày. Nên là quý chị nào mà muốn mặc kiểu nhẹ nhàng, giữ ấm vừa phải thì chúng ta lựa cho em này. Đây là một thiết kế đến từ thương hiệu Hush Puppy, mã L754. Bác nào yêu thích cái phong cách kẻ ngang thì chúng ta lựa cho em này. Tông màu ghi cũng rất là dễ mặc, dễ dùng. Tiếp theo dành cho bác nào yêu thích những cái tông nổi bật thì chúng ta lại lựa chọn sang em này. Đây là một sản phẩm của nhà Mark Grigo. Mã của sản phẩm là L755, chiều dài là 62, ngang là 48 và vai là 46, size S. Quý chị chúng ta khoảng là xung quanh 55 đến 60kg thì chúng ta vừa vặn em này thoải mái luôn. Chất liệu của mình sẽ là chất liệu len dày dặn này, cực kỳ mềm mịn, không hề bị xù lông đâu, nên là quý chị yên tâm. Một thiết kế của Mark Grigo với cái màu sắc rất là nổi bật, mã L755, form dáng suông, mặt tương đối là ôm gọn gàng, tay áo lai áo được bo chun. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Dành cho các bác nào chúng ta phải khoảng là 70-75kg thì chúng ta lựa cho em này. Một thiết kế với cái form dáng cũng rất là to, mã L756, chiều dài là 75, ngang là 57 và vai là 51, size XL. Một thiết kế đến từ thương hiệu Nautica với cái tông màu xanh than. Phối được cái chi tiết của mình thì sẽ là các cái đường kẻ ngang ở bên trên ngực áo này, bên trên thân áo. Nói chung cũng là một thiết kế rất là đẹp. Em này sẽ là một sản phẩm áo len dày dặn, nên là quý chị có thể lựa em này chúng ta mặc trong cái thời tiết mùa đông năm nay. Và bác nào chúng ta xung quanh 70-75kg và cao từ khoảng 1m70 trở lên mặc em này sẽ rất là ok. Mã L756, một thiết kế của Nautica. Và đó cũng là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay. Các sản phẩm áo len được sale với giá rất là rẻ, chỉ 250k trên một sản phẩm bất kỳ. Nên là hy vọng quý chị chúng ta có thể là lựa cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ý. Xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.